Nếu mà bạn nào mà ở lại trường muộn mà không báo với bác thì bác sẽ đóng cửa về ăn cơm và không cho các bạn ra về. Trường cấp 3 của tớ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trường cấp 3 của tớ. Đây sẽ là chuyên mục giới thiệu về các ngôi trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là một góc nhỏ thân quen, nơi mà các bạn luôn tự hào. Xin chào chị và tất cả các bạn. Em là Mai Hương, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng. Em xin dẫn chị và các bạn cùng đến ngôi trường thân quen của em. Bây giờ thì cùng mình và Mai Hương vào trong trường để khám phá ngôi trường này nhé. Còn có dịch vụ chụp ký yếu siêu hấp dẫn. Lúc nào muốn có một chuyến ký yếu có thể vi vu khắp thủ đô Hà Nội, alo hotline anh chị tư vấn nhé. Và áo lớp là điều không thể thiếu của tuổi học trò đúng không nào? Lớp mình muốn đặt áo, cứ để anh Dương lo. Chúng mình cũng vừa đi qua một cánh cổng xanh và Mai Hương thì cũng vừa chia sẻ với mình một câu chuyện rất là thú vị về cánh cổng này. Bây giờ thì mời Mai Hương bật mí cho mọi người. Đây là cánh cổng của trường Nguyên Hồng. Nó được ví như một cánh cổng tử thần. Nếu mà các bạn nào mà đi học muộn thì sẽ bị sao đỏ ghi và phạt vào thứ hai đầu tuần mỗi giờ chào cờ. Các bạn sẽ được đứng trước toàn trường luôn. Dạ vâng ạ. Nên là các bạn học sinh Nguyên Hồng nhớ nhá, chúng ta hãy dậy sớm để đi học đúng giờ. Thế còn mỗi bác bảo vệ ở mỗi trường thì cũng sẽ có một cái đặc điểm riêng, thì không biết là bác bảo vệ trường em như nào? Bác bảo vệ trường em thì rất là vui tính. Nếu mà bạn nào mà ở lại trường muộn mà không báo với bác thì bác sẽ đóng cửa về ăn cơm và không cho các bạn ra về. Không cho các bạn ra về nhưng sau đó thì sao? Một thời gian sau đó thì bác lại quay lại để mở cửa. Nghĩa là cho bác các chỉ bạn về ăn cơm và sau đó bác sẽ lại quay lại trường để mở cửa cho các bạn. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp vào phía bên trong trường để xem ở trường có gì. Ở ngay phía bên này thì chị có thấy một cái dàn hoa giấy rất là đẹp. Thế thì không biết là các bạn có hay chụp ảnh ở đâu? Cây hoa giấy này là đặc điểm nổi bật của trường em. Mỗi lần các bạn vào trường hay là người lạ vào trường đều check in ở cây hoa giấy này. Bây giờ thì chúng mình sẽ check in một vài kiểu ở đây nhé, để chứng minh là cây hoa giấy này sinh ra những bức hình triệu view. Hôm nay thì lộ trình khám phá trường sẽ khác một xíu, đó là bởi vì là căng tin của Nguyên Hồng thì ở ngay sát cổng trường. Thì không biết là bình thường bọn em hay ăn cái gì đây? Buổi sáng tiết 1, tiết 2 thì chúng em thường xuống căng tin để ăn mì. Bật mí cho các bạn là bạn nào đến sớm thì sẽ được nhiều topping của bác cho nhiều hơn. Và còn rất nhiều là món đồ ăn vặt. Bọn em thường trốn thầy cô xuống đây mua và giấu để chạy lên lớp ăn ạ. Thì mình hay mua cái gì? Thường thường là mấy đồ ăn vặt ấy ạ. Mấy gói ví dụ như bim bim, snack đúng không? Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Nếu bạn nào bị bắt thì sẽ bị phạt, nhưng bọn em thường hay giấu ở trong túi áo để mang lên. Nếu mà bị phạt thì hình phạt của các bạn sẽ là gì? Thì sẽ bị thầy cô bắt mang xuống phòng đoàn để ở đó luôn. Và là mất ăn. Ở ngay đây thì chị thấy một khoảng sân, thì không biết là khoảng sân này các bạn để làm gì? Khoảng sân này bọn em thường dùng để thể dục hoặc học giáo dục quốc phòng ạ. Ngay bên cạnh đây là nhà xe của trường chúng em. Ở đây thì cũng có. Phía trước chúng mình là các bạn học sinh cũng đang đá cầu. Dạ vâng, đang có tiết thể dục cho các bạn. Đây là tập thể dục này. Ngoài ra thì còn chính là cái khoảng sân để chơi bóng rổ. Dạ vâng. Trong môn thể dục của em có bộ môn bóng rổ không? Dạ có bộ môn bóng rổ và bộ môn bóng chuyền, đá cầu và rất là nhiều hoạt động khác. Thế thì không biết là cái bộ môn bóng rổ và bóng chuyền ở trường mình như là, ý là có dễ để qua cái môn này không? Dạ, bóng chuyền với bóng rổ thì thường thường các bạn nữ sẽ được ưu tiên nhiều hơn ấy. Vâng, cái này đặc biệt là dành cho các bạn nam. Trường em thường tổ chức những trận bóng chuyền rất là kịch tính, nhưng mà và rất nhiều được giải khác để nhà trường tổ chức ạ. Một khoảng sân có rất là nhiều dấu ấn của các bạn trung học phổ thông Nguyên Hồng. Dạ. Bây giờ thì cùng chúng mình quay về phía trước sân trường để khám phá tiếp trường nhé. Bây giờ thì chúng mình đang di chuyển ra phía sân trường. Và đây thì chị có thấy ba tòa nhà màu vàng rất là xinh xắn. Thế thì không biết là chức năng của nó là gì? Bên tay phải của em là dãy nhà 3 tầng dành cho học sinh khối 12. Đặc biệt các bạn nữ sinh khối 12 cực kỳ xinh xắn và đáng yêu ạ. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như giang trần. Người đã khiến tôi thần thờ. Cho ngày qua tôi thân thần. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em. Bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Đây
đây là nơi hội tụ những bạn nữ xinh xắn của Trung học phổ thông Nguyên Hồng. Thế còn phía bên này thì sao? Phía bên tay trái của em là dãy nhà 2 tầng dành cho học sinh khối 11 ạ. Các bạn khối 11 thì rất là vui tính và vui nhộn, thường bày những trò rất vui bày ra sân trường để chơi. Thế còn phía đằng này, phía trước chúng ta? Phía trước em là khối 11, khối lớp 10. Khối lớp 10. Dạ vâng. Các bạn thường là chiều, bây giờ đang là chiều mới nên là các bạn vẫn rất hào hứng, chăm chỉ, chưa có đặc điểm gì nổi bật. Ở Trung học phổ thông Nguyên Hồng thì mỗi khối sẽ có một đặc trưng riêng. Khối 12 sẽ là nơi hội tụ của những bạn vô cùng xinh xắn này. Khối 11 thì có vẻ hơi nghịch ngợm này, hay bày trò một chút. Và những tấm chiêu mới lớp 10 thì vẫn đang rất là chăm ngoan. Bây giờ thì cùng chúng mình đi ra phía anh sau nhé. Xin giới thiệu với mọi người một chiếc bảng đen rất là thần kỳ ở Trung học phổ thông Nguyên Hồng. Mai Hương có chia sẻ là đây chính là một góc check-in sống ảo khác của các bạn học sinh ở trường. Mỗi lần rảnh rỗi, giờ ra chơi hay là gì đó, bọn em thường chạy xuống đây để cùng nhau chụp ảnh, check-in ở đây ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là chiếc bảng này rất là thần kỳ. Cùng xem nhé. Kiểu gì? Bây giờ thì chúng mình đang đứng ở bảng tin của trường và phía bên này thì chính là nơi mà dán những cái danh sách phòng thi của các bạn khi mà mỗi kỳ thi đến. Còn bên này là những bức ảnh được lưu giữ đi cùng năm tháng của khoảnh khắc đẹp của những thầy cô. Một nơi rất là thú vị, dán tại bảng tin của trường. Bây giờ thì cùng chúng mình đi ra sân bóng. Xin giới thiệu với mọi người sân bóng tại Trung học phổ thông Nguyên Hồng. Đây là nơi mà mỗi buổi chiều thường diễn ra những trận đấu kịch liệt của các bạn học sinh. Không chỉ thế, nó là nơi ra đời của những bức ảnh xịn sò nhất của các bạn học sinh. Thế thì cái khoảng sân này đã có lâu chưa? Vừa mới làm năm ngoái thôi ạ. Nên là sân của trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng rất là mới. Vẫn còn rất là mới và trông rất là xịn sò. Bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại phía sân trường vì ở đây hơi nắng. Nắng lên. Căn phòng Nguyên Hồng từ nãy giờ thì chị thấy đây là một ngôi trường khá là thú vị. Thế thì không biết là ở trường thì bọn em có những cái câu lạc bộ gì để hoạt động? Ngoài công việc học ra thì nhà trường còn tổ chức cho các bạn câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ nhảy ạ. Thường hoạt động mỗi giờ rảnh rỗi ạ. Thế thì không biết là Mai Hương có đang tham gia câu lạc bộ nào ở trong trường không? Em thì không, nhưng mà mỗi lần đến dịp 2011 hay gì đó bọn em thường, nhà trường thường tổ chức những chương trình văn nghệ thì bọn em cũng tham gia thi. Bây giờ thì sẽ hỏi nhanh Mai Hương một số câu này để xem là cái mức độ yêu trường của Mai Hương đến đâu. Bất ngờ nha. Mai Hương thích nhất điểm gì ở Trung học phổ thông Nguyên Hồng? Em thích trường bởi vì trường là nơi trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng đã tạo cho em một môi trường khác, không chỉ được học tập mà còn được vui chơi nữa. Môn học gì mà Mai Hương thích nhất? Em thích nhất môn văn ạ. Thế còn môn gì thì ghét nhất? Em không học giỏi môn toán nên là em hơi khó khăn với môn này. Thế thì không biết là cái niềm tự hào lớn nhất của Mai Hương về Trung học phổ thông Nguyên Hồng là gì? Niềm tự hào. Em cảm thấy trường rất là nề nếp ạ. Vào trường sẽ cho mình một môi trường nó khác hơn và trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn Mai Hương và chúc bọn em sẽ học tốt cũng như là sẽ có thật nhiều những cái kỷ niệm đẹp tại Trung học phổ thông Nguyên Hồng. Video khám phá Trung học phổ thông Nguyên Hồng thì sẽ phải dừng lại ở đây. Chào bác ạ. Lúc nãy thì con có nghe Mai Hương chia sẻ là bác đã làm ở đây rất là lâu rồi. Thế thì không biết là từ năm bao nhiêu ạ? Bác làm từ tháng 5 năm 1995 đến bây giờ là 2020. Bản thân tôi làm ở đây thì tôi xác định là đối với học sinh thì là lúc nào cũng yêu quý các em học sinh, dạy bảo các em từ lời ăn tiếng nói để vào trường để được học tập và ra trường ở nhiều nơi. Đến hiện nay là rất nhiều em thành đạt của trường Nguyên Hồng, tôi rất tự hào và rất quý, cho nên là nghĩ đi nghĩ lại thì các cháu được học ở đây và biết ơn thì tôi cũng cảm thấy là mãn nguyện với học sinh các thế hệ đã qua trường. Dạ vâng ạ. Chúng con cảm ơn bác và hy vọng là bác sẽ tiếp tục gắn bó lâu hơn với cả Trung học phổ thông Nguyên Hồng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Hy vọng là một vòng khám phá của chúng mình sẽ giúp các bạn hiểu thêm phần nào về ngôi trường này. Rất là cảm ơn Mai Hương vì đã đồng hành cùng chị ngày hôm nay. Xin mời các bạn hãy đến thăm trường Trung học phổ thông Nguyên Hồng của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like cũng như là share video để ủng hộ chúng mình và đừng quên đăng ký kênh nhé. Đã bỏ kính rồi cho nên phải già. Đeo kính cute. Đây sẽ là chuyên mục giới thiệu về các ngôi trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là một góc nhỏ thân quen, nơi mà chúng ta quen.
Các bạn nó được áo. Ờ, bên tay trái của bên tay phải. Hai con người kia né đường. Ok, let's go. Né bên kia kìa. Rồi bắt đầu anh bấm rồi. Ok.